Hôm nay tôi kể chuyện nhà tôi, nói cho đúng hơn là chuyện tình yêu của tôi. Kể cho mọi người nghe đầu đuôi gốc ngọn, cũng là cách nói lời xin lỗi khi lầm tưởng rằng sắc đẹp và tiền tài luôn mang lại điều tốt lành. Đây là chuyện cổ tích giữa đời thường, nên mọi người nghe để thấy đời thêm vui vẻ, chứ đừng có bày đặt phân tích thật hư chi cho mệt hen. Một chiều mưa bão cách đây 30 năm, có người đàn bà lam lũ dắt con ghé đến xin tá túc nhà ông bà Quang, tức là bà má tôi. Cả hai người áo quần lấm lem, ướt sũng, và con bé lệch bệch đi theo, mặt mũi tái nhợt như sắp ngất đi vì đói lả. Đó là dì Nguyệt và đứa con gái tên Đoan, mới lên năm, con nhỏ bằng tuổi tôi lúc ấy. Dường như đang bị sốt, với gương mặt đỏ bừng mệt mỏi, người đàn bà thều thào van xin: "Chúng em lỡ đường, xin ông bà cho phép ngủ nhờ một tối, sáng mai sẽ đi liền ạ." Bà má tôi rất nhân hậu và tốt bụng, thấy người hoạn nạn thì thương, nên gật đầu đồng ý ngay. Má sắp xếp cho hai mẹ con ngủ tạm trong cái trái bên hông nhà, còn sai người lấy thuốc uống và dọn cơm cho ăn. Sau một lúc thấy họ dần tỉnh táo, bà mới ân cần hỏi han sự tình. "Chị từ đâu tới?" "Thưa bà, mẹ con em ở trong đồng cạn cách đây một ngày đường, đi bộ từ sớm tinh mơ mà giờ này mới tới đây ạ." "Sao lại đi trong mưa bão thế này? Tội con bé quá." Dì ngập ngừng một chút, rồi cũng từ từ kể lại nguyên do phải bỏ nhà đi trốn. Gia cảnh bần cô nông, ở trong bưng biền, không có một tấc ruộng, phải làm thuê, cấy mướn, thậm chí mót lúa rơi vãi sau mùa gặt để sống qua ngày. Nhưng ông chồng lười biếng, không lo làm lụng kiếm cơm, suốt ngày say xỉn, bét nhè, rồi lên cơn hành hạ, đánh đập vợ con. Dì ấp úng e ngại khi kể đến chuyện nhiều lần lão chồng khốn nạn, còn bạo hành, cưỡng bức vợ khi nổi cơn thú tính ngay trước mặt con gái. Mấy ngày nay, dì bị ốm nằm liệt giường, không thể ra đồng. Chiều qua, ông chồng tàn bạo khảo tiền mua rượu không có, nên dùng mái chèo đập vợ một trận thừa sống thiếu chết. Đến tối còn đuổi ra sân, không cho ngủ trong nhà. Cả đêm ngoài hiên lạnh lẽo, nên dì lên cơn sốt, ho hen sù sụ. Bé Đoan thương mẹ nên cũng lén ra ngoài ngủ chung. Hai cánh tay nhỏ bé của nó cố che cho mẹ đỡ lạnh trong gió đêm giá buốt. Biết không thể sống hoài trong cảnh tối tăm này, nên mới mờ sáng, dì Nguyệt quyết định gắng gượng dắt con bỏ trốn khỏi nơi ngục tù u ám, tìm con đường sống. Dì vừa khóc vừa nói: "May phước còn gặp ông bà, hai mẹ con em đội ơn ông bà nhiều lắm." Con bé ngồi kế bên mẹ, thỉnh thoảng lấy tay áo quệt nước mắt đang chảy ràn rụa trên mặt, thúc thít khóc. Má tôi rất dễ mũi lòng nên cũng khóc theo. Còn ba tôi thì nghiến răng trèo trẹo, đập tay vào vách nghe bùm bốp: "Đàn ông gì mà khốn nạn thế chứ, thứ đó mà gặp tôi là quýnh chết mẹ." Nhưng sáng hôm sau, dì Nguyệt cũng chưa khỏi. Má tôi sang thăm thì thấy dì rên hừ hừ, không ngóc đầu dậy nổi. Bà má tôi bàn nhau rồi quyết định mời hai mẹ con dì Nguyệt ở lại. Má đề nghị: "Thôi thế này, nhà chúng tôi tuy không giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Nếu chị đồng ý thì hãy ở lại luôn nơi đây, phụ giúp công việc trong nhà. Không có lo đói đâu,
tôi sẽ cho con bé đi học. Được chứ? Dù đang rất mệt, dì Nguyệt vội tụt khỏi chiếc chõng tre, quỳ sụp xuống khóc nức nở. Xin ông bà nhận cho một lạy, mẹ con em đội ơn suốt đời, không bao giờ quên. Má lật đật đỡ dì đứng dậy. Đừng có làm thế nhé, chỉ khiến tôi tổn thọ mất. Và từ đó bắt đầu một nhân duyên gắn bó hai mẹ con dì Nguyệt với gia đình chúng tôi. Thật ra gia đình tôi không phải thuộc loại hào môn trưởng giả, nhưng cũng có chút máu mặt trong làng. Riêng tôi là con một nên cũng được cưng chiều như cậu ấm. Dĩ nhiên rồi, dù bé tí nhưng tôi cũng ý thức được mẹ con dì Nguyệt thuộc về một giai cấp khác. Dưới mắt tôi, họ là kẻ ăn người làm, đang ăn nhờ ở đậu trong nhà tôi. Mặc dù không có ý định coi thường, vì quan hệ giữa hai gia đình mau chóng gần gũi, thân thiết, nhưng trong tiềm thức tôi hay tỏ vẻ trịch thượng theo kiểu người trên trước, ít ra là đối với nhỏ Đoàn. Mà cũng lạ, con nhỏ bé tí như tôi thôi, nhưng nó rất ý thức về thân phận thấp kém của mình, nên đối với tôi thì nó cũng cố gắng phục tùng, nghe lời một phép. Nhưng cũng ba hồi tùy lúc, thỉnh thoảng lên cơn ẩm ương thì con nhỏ cũng cứng đầu khó bảo, khiến tôi phát bực. Dì Nguyệt dạy nó phải xưng hô cho đúng vai trò chủ tớ đàng hoàng. Một điều cậu Tâm, hai điều cũng phải cậu Tâm, cho có tung ti trật tự. Dù tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, nhưng con bé Đoan đâu phải lúc nào cũng nghe lời mẹ. Nhiều lần nó nhìn tôi kiểu như thầm nói: mày mà đòi làm cậu tao hả? Còn lâu. Và cứ thản nhiên mày tao chi tớ, khiến nhiều lúc tôi tức điên mà chẳng làm gì được. Đoan là con gái, lại là con nhà nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chẳng hiểu sao vóc dáng của nó thô kệch, to khỏe hơn tôi nhiều. Ngay từ nhỏ, con bé đã có làn da nâu sẫm, gương mặt góc cạnh, với đôi mắt một mí, tí hí trông rất khó ưa. Nhiều lúc rõ ràng là Đoan đang sợ bị la mắng vì lỡ làm gì đó khiến tôi phật ý. Nhưng nhìn đôi mắt vừa hẹp vừa dài, liếc xéo, thì tôi lại thấy giống như nó đang gườm gườm, ngó mình ra cái điều: tao cóc có sợ mày đâu đấy nha. Những lúc như vậy, tôi thấy điên tiết, chỉ muốn đá nó một cái. Thú thiệt là nếu ai hỏi tôi rằng Đoan đẹp hay xấu, thì tôi không ngại phát biểu: con gái gì mà xấu hoắc hả? Nhìn thấy ghét. Thật ra cũng có vài lý do khác khiến tôi không ưa nó. Mặc dù hai đứa tối ngày đi học và chơi chung với nhau, nhưng tính khí Đoan khá gan lì và cứng đầu hơn tôi nhiều. Điều đó khiến tôi thấy mặc cảm yếu thế. Mà các bạn biết rồi đó, cảm giác thua kém con gái thật là khó chịu. Một lần tan học, tụi tôi từ lớp mẫu giáo tại gia của nhà bà Ba lò bún đi bộ về nhà. Hai đứa đi tung tăng trong ngõ, len lỏi qua mấy con đường nhỏ hẹp. Bỗng từ đâu xuất hiện hai con ngỗng cao lớn khệnh khạng, là lối rầm trời. Hai cái cổ dài ngoằn nghiêng ngả, còn cái mỏ cứ ngoác lên cà cứu ra cái chiều đe dọa hai đứa nhóc. Mà kỳ cục chưa, rõ ràng là tụi nó thấy có hai đứa nhỏ luống cuống đứng ngó, nhưng mấy con ngỗng mắc dịch chỉ nhà tôi mà lao tới rút đầu vô hán. Một con bập bập cái mỏ vô đúng ngay chỗ hiểm, mấy phát đầu điếng. May mà có cái quần sọt kaki cản bớt, chứ không thì dập bà nó thằng nhỏ. Tôi nhảy lên đông đỏng là hoảng: má ơi, ngỗng cắn con. Ngay lúc ấy, con bé Đoan điềm tĩnh lao tới, vươn bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ con ngỗng giật mạnh, khiến con vật té bò càng văng ra xa. Tiện chân, con bé còn đá mấy cái cực lực vào bụng hai con ngỗng
nghe bình bịch như đá vào bao gạo. Dĩ nhiên là hai con khốn mất dạy đó bỏ chạy thục mạng, vừa kêu quát quát vang lừng. Thấy tôi đứng bụm phía trước vừa méo máu, con nhỏ hốt hoảng chạy tới. Nó lo lắng hỏi: "Có sao không nè? Mau cởi quần ra, tao coi coi nó có bị đứt chưa?" Vừa sợ vừa điên tiết, tôi la lên: "Đứt bà nội mày á." Vậy đó, nhiều lúc bản lĩnh hơi tệ khiến tôi bị quê mặt không biết bao nhiêu lần. Dì Nguyệt rất thật thà siêng năng, hay làm hay làm. Mọi chuyện quét tước, nấu nướng giặt giũ trong nhà do một tay dì quán xuyến. Khi tới mùa cấy mùa gặt thì dì phụ trách lo cơm nước cho thợ, rất chu đáo. Má thường hay khen dì với ba: "Ông Quang này, phải nói nhà mình có phước lắm mới khiến con Nguyệt tới ở. Ông có thấy vậy không?" Ba tôi gật đầu tán đồng ngay. Ông không bao giờ ý kiến ý cò gì với mấy cái quyết định của má, vì ông rất thấm nhuần câu răn dạy của ông bà rằng phải xem ý vợ là ý trời. Suốt mấy năm như thế, hàng tháng ba má vừa trả lương đầy đủ, lại còn cho hai mẹ con dì Nguyệt ở luôn bên cái trái lần đầu tới ngủ nhờ, mà bây giờ đã trở thành một gian nhà nhỏ nhắn, ngăn nắp. Một hôm, má gọi dì Nguyệt lại thăm dò: "Em ở đây tính tới nay đã 5 năm, cuộc sống cũng ổn định, quen thuộc với nơi đây rồi. Có tính chuyện quay lại với chồng cũ, hay là kêu ông ấy sang đây ở không? Chẳng lẽ cứ sống một mình hoài sao?" "Dạ, nhờ ơn anh chị, em với bé Đoàn được no cơm ấm áo, yên nơi yên chỗ. Như vậy là em đủ mãn nguyện rồi, không mong muốn gì hơn. Còn chuyện ba bé Đoan, em dứt khoát không bao giờ quay lại nữa đâu." Rồi dì nói nhỏ: "Với lại em chẳng còn tình cảm gì với ổng. Sống với con, với gia đình anh chị, em thấy sướng rồi." "Thì tùy em, nhưng chị định cắt cái khoảnh đất của gian nhà em đang ở để cho hai mẹ con luôn, chịu không nè?" Dì Nguyệt kinh ngạc tròn xoe đôi mắt hỏi lại: "Trời ơi, thật không chị?" "Chị có nói dối hay đùa bao giờ đâu nhỉ. Cái đó trả công em phụ giúp bao lâu nay thôi mà." "Mẹ con em đội ơn anh chị không để đâu cho hết." Thế là từ đó gian trái trở thành nhà riêng thuộc quyền sở hữu của hai mẹ con dì Nguyệt. Dù chỉ là mảnh đất nhỏ, nhưng việc làm này của ba má tôi như tạo thêm động lực khiến cuộc đời họ gắn bó với gia đình tôi mãi mãi. Như lời hứa, má tôi cho bé Đoan ăn học, không nề hà phân biệt chủ tớ. Hai đứa tôi cùng nhau đùa giỡn, cùng lớn lên và đi học cùng trường cùng lớp. Nói ra chỉ mắc cỡ mà thôi, con Đoan học hành không hề thua kém cậu chủ của nó chút nào. Không những thế, nó còn tỏ ra siêng năng, ham học hơn tôi nhiều. Có lần tôi mãi chơi đánh trỏng với bạn nên cả đám rủ nhau trốn học mất một buổi. Chiều hôm đó, cô giáo ghé ngang nhà mắng vốn. Má nổi trận lôi đình, lấy chổi lông gà quất cho mấy roi, rồi bắt quỳ ở chuồng, giang hai tay ngay trước cửa để trừng phạt. Dù biết là con cưng, muốn gì cũng được, nhưng đừng có bao giờ phạm vào điều cấm kỵ là lười học. Bà má không bao giờ tha thứ cho cái tội bị xem là tày trời đó. Ngay cái chuyện suốt mấy tháng liền tôi bị thua xúc bé Đoan cũng đã khiến ông bà già điên tiết lắm rồi. Trời đã xế chiều, tôi quỳ tô hô trước cửa nhà dưới ánh nắng nhá nhem. Con nhỏ Đoan đủng đỉnh bước ra đứng trước mặt tôi, hai tay chắp sau đít, nghiêng ngó một lúc rồi
Nó đi vòng ra phía sau, chăm chú quan sát. Một lúc sau, nó nói: "Hây, nhìn lằng ngang lằng dọc trên hai cái mông đít, thấy tội quá." Tôi cấu tiết nghiến răng hăm he: "Mày đi chỗ khác nha, đứng đó hồi tao đá thấy mẹ bây giờ." Nó thản nhiên lắc lắc cái đầu rồi nói tiếp: "Bị ở truồng lòng thòng, không biết xấu hổ, còn bị đặt hung dữ." Rồi con nhỏ phá lên cười hích hích như trêu tức, rồi vụt chạy vào nhà. Lúc đó tôi lộn ruột đến nỗi chỉ muốn đứng dậy đá nó mấy cái. Con bé càng lớn càng năng động và gan góc, khác hẳn với bản chất của tôi, khá nhu mì, trầm lặng. Thiệt tình, nhiều lúc tôi cũng thấy bực với bản thân. Tôi biết mình không có đủ bản lĩnh và lòng can đảm như ý tôi muốn. Nhiều lần cần sự cứng cỏi lì lợm thì tôi đột nhiên đâm ra sợ hãi, nhút nhát, không cưỡng lại được. Năm lên lớp 9, trong một lần hai đứa cùng đèo nhau ra về bằng xe đạp, thói thường con trai có trách nhiệm chở con gái, nhưng tôi thì ngược đời. Tôi cứ bắt đoan chở nên nhiều lần nó vùng vằng phản đối: "Con trai mà cứ bắt con gái chở không hả? Không giống ai hết." "Ô xin thì chở cậu chủ là phải rồi, lèm bèm cái gì hả?" Nghe tôi thốt ra câu đó, Đoan đột nhiên im lặng. Nó lặng lẽ nhảy xuống trả xe lại cho tôi và lững thững đi bộ về nhà. Tôi đạp xe chạy theo nói: "Ngu đi bộ mệt ráng chịu nha." Nhưng nó làm lơ, không thèm ngó tôi lấy một lần nào. Nhưng tôi vừa chạy được một quãng không xa lắm thì có hai thằng nhóc đen nhẻm phóng xe trờ tới. Tụi này không phải học sinh mà là đám chăn trâu ở đầu làng. Một thằng lên tiếng trêu ghẹo: "Ê, để vợ đi bộ mà coi được hả cu?" Tôi quay sang ngó tụi nó bằng nửa con mắt, không thèm trả lời. Thật ra thì tôi cũng không biết đối đáp thế nào với tụi mất dạy này. Bọn nó kè sát vào tôi, thằng ngồi sau ghét chân phải lên chiếc ba ga rồi tiếp tục kiếm chuyện: "Khi dễ không thèm trả lời hả mày?" Vừa nói nó vừa lấy chân đạp mạnh vào bánh sau, khiến xe tôi loạng choạng rồi lao vô lề, ngã đánh rầm. Tôi choáng váng, cố đứng lên dựng xe dậy. Hai thằng chăn trâu dừng luôn xe lại, cười hô hố: "Mày tưởng con nhà giàu ngon lắm hả? Cho chừa cái kiểu khinh người nha con." Nhưng Đoan đã chạy nhanh tới. Tôi thấy nó phan nguyên cái cặp đầy sách nặng chịch vào cái mặt của thằng ngồi sau. Chỉ nghe hụt một tiếng lớn, rồi thằng đó bật ngửa, té nhào xuống xe. Nhỏ Đoan dữ dằn, nó lao tới, xô mạnh chiếc xe đạp, khiến thằng cầm lái cũng liễng xiển đứng không vững, rồi đổ đánh sầm xuống đường. Con bé tức tốc chạy lại, nói với tôi: "Ra sau ngồi, để tao chở, nhanh lên." Lúc ấy tôi chỉ biết làm theo lời nó. Con nhỏ quăng cái cặp cho tôi ôm, rồi nhảy lên yên, gò lưng đạp xe, chở tôi chạy thục mạng về nhà. Nhìn ra phía sau, tôi thấy mấy thằng kia khi trèo được lên xe vừa ngoác miệng chửi rủa, thì hai đứa tôi đã chạy một quãng khá xa rồi. Khi về tới trước nhà, Đoan vừa thở hào hển vừa ngó tôi. Hai đứa nhìn nhau cười phá lên, khoái trá. Con nhỏ hệt hạc quên mất cơn giận dỗi vì câu nói vô ý vô tứ của tôi lúc nãy. Khi ấy tôi thấy con bạn của mình sao đáng yêu thế không biết. Nhưng mà nói thiệt, càng nhìn thì tôi lại càng thấy Đoan giống con trai hơn là con gái. Năm nay tới tuổi dậy thì, con bé như ăn nhầm bột nổi, lớn phỏng lên, trong khi tôi vẫn cứ là một thằng nhóc lắc choắc, mảnh khảnh. Hai đứa đứng kế nhau giống như hai chị em.
Dù rất quen mắt, nhưng tôi vẫn cứ thấy nhỏ Đoan chẳng đẹp gái chút nào. Ngoài ra, có một điều đáng xấu hổ nữa chứ. Bây giờ, hình như Đoan là đứa bảo vệ tôi, chứ không phải theo thói thường, con trai phải giữ vai trò che chở con gái. Thật là tệ nhỉ. Nhưng hình như con bé chẳng để ý gì đến điều đó. Nhưng dù thế nào, thì tôi vẫn luôn có cảm giác hai đứa như anh em ruột thịt, cùng nhau chia sẻ bất kể chuyện vui buồn. Dì Nguyệt và Đoan đã sống nơi đây 10 năm trời. Con nhỏ dường như chẳng hề nhớ ba ruột đang ở tuốt bên kia cánh đồng cạn. Đối với con nhỏ, chỉ có dì Nguyệt và gia đình tôi là những người thân yêu nhất đời của nó. Cách đây mấy tháng, dì Nguyệt bỗng thưa chuyện xin phép ba má tôi một việc. Dì nói: "Thưa anh chị, em tính mở một quầy tạp hóa để buôn bán kiếm thêm tiền." Má tôi ngạc nhiên: "Ủa, em không đủ tiền xài sao?" Dì lắc đầu cười: "Dạ không phải vậy. Lâu nay em cũng có dành dụm được ít nhiều, đâu có thiếu thốn gì. Chỉ là em muốn mua bán để kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Với lại sau này anh chị không cho em làm lụng vất vả gì nhiều, nên cũng rảnh rang đôi chút. Con Đoan ngày một lớn rồi, có lẽ sẽ đến lúc cần phải sửa căn nhà này cho tươm tất hơn." Em nói cũng phải. Nhưng khéo lo quá đi. Khi nào cần sửa nhà, thiếu thốn gì thì cứ nói với anh chị." Dì Nguyệt cảm động nắm tay má: "Nói thiệt nghe, nhiều lúc em cứ tưởng chị là mẹ của em nữa đó." "Em muốn làm gì thì làm đi chứ. Đây là nhà của em rồi mà. Không cần phải xin phép anh chị nữa đâu. Cần chị giúp gì thì cứ nói nha." Khi cái cửa hàng tạp hóa nhỏ của dì Nguyệt thành hình, thì nhỏ Đoan bận rộn phụ giúp mẹ nhiều hơn trước. Nó ít có thời gian chạy qua tôi để học bài hay tán gẫu, mà phần lớn là tôi phải chạy qua nó khi muốn trò chuyện. Nhưng cho đến một ngày, khi cả hai chúng tôi đi học về tới, thì nghe tiếng ồn ào cãi lộn trong nhà của Đoan. Con bé ôm cặp chạy vội vô nhà, nhưng tới trước cửa thì khựng lại, vì nó thấy ba nó đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ngay quầy bán hàng. Còn dì Nguyệt đang đứng trong nhà tấm tức khóc. Tôi cũng dựng xe chạy vào theo. Mặt bé Đoan từ tái nhợt bỗng đỏ lên bừng bừng giận dữ. Con nhỏ cố kiềm chế, cất tiếng hỏi bằng giọng cộc lốc: "Ông tới đây làm gì?" Con gái lớn quá rồi ha, ba tới thăm con không được sao?" Nhưng bé Đoan trả lời rất cương quyết: "Không, ông có nuôi vợ con ngày nào đâu mà đòi thăm. Đi đi, đây không phải chỗ cho ông muốn tới là tới." Ông chồng dì Nguyệt cũng mặt đỏ không kém, gân cổ lên cãi: "Ủa, nhà vợ con tao thì tao tới, ai dám cấm hả?" "Tôi cấm. Ai là vợ con ông? Nói mà không biết nhục." Ông ta quay sang dì Nguyệt tức tối hét lên: "Mày dạy con hay quá ha. Nó mới nứt mắt ra mà dám chửi cha mắng mẹ kìa." Nhưng dì Nguyệt bây giờ đã điềm tĩnh hơn, lên tiếng trả lời: "Nó đâu có chửi cha mắng mẹ. Nó chỉ chửi kẻ nào không xứng đáng làm cha thôi. Ông biến đi. Nếu không á, tôi thưa công an về tội quấy rối đó. Ngày xưa đã qua rồi. Bây giờ mẹ con tôi không nhịn ông nữa đâu." Nhỏ Đoan không hề biết sợ sệt là gì. Nó tiến lại gần lôi cánh tay ông ba, đứng dậy, nói dứt khoát: "Ông đi ra mau, đừng trở lại đây nữa." Tôi đứng một góc chứng kiến tất cả, định bụng nếu có gì bất trắc sẽ chạy nhanh về nhà gọi ba má sang hỗ trợ. Nhưng có lẽ chẳng cần thiết nữa. Thái độ nhỏ Đoan khiến tôi kinh ngạc.
Không ngờ con bé bạn thân vô tư của mình lại vô cùng mạnh mẽ và cương quyết đến thế. Tôi thấy Đoan thật sự trưởng thành hơn mình rất nhiều. Đêm hôm đó, khi hai mẹ con nằm trên giường dỗ giấc ngủ, dì Nguyệt bỗng hỏi con gái: "Con không thương ba sao?" "Dạ không." "Con giận ba đến vậy à?" "Con đâu có giận, chỉ không thương thôi." Dì quay sang vuốt tóc con gái: "Ôi, tội nghiệp con tôi." Chợt dì hỏi bằng giọng vui vẻ hơn: "Nhưng con gái dữ dằn quá đó." "Ủa vậy hả mẹ?" "Phải, con gái mà cái nết dữ quá, mai mốt sao lấy chồng." Nhưng Đoan trả lời một câu khiến dì Nguyệt chưng hửng: "Con đâu có định lấy chồng hả mẹ?" "Trời ơi, sao lại nói thế?" "Con biết con xấu gái mà, nên con sẽ không lấy chồng đâu. Rồi mẹ coi." "Đừng có nói vậy con à, không hên đâu. Với lại con đâu có xấu." "Tại mẹ là mẹ của con nên mẹ không thấy con xấu." "Không, con sẽ ở vậy để bảo vệ mẹ, bảo vệ những người con yêu quý." "Mà mẹ à?" "Gì hả con gái?" "Con sẽ thay mẹ trả ơn gia đình của Bắc Quang, người đã giúp hai mẹ con mình, đúng không?" "Trời ơi con gái tôi, trả ơn thì trả ơn, còn lấy chồng thì cứ lấy chồng, hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau." "Dạ." "Mẹ ơi." "Gì hả con?" "Thôi ngủ đi mẹ, con buồn ngủ." Dì Nguyệt biết mỗi khi muốn lẩn tránh câu chuyện, con bé thường nói thế. Dì thở dài, nhắm mắt lại, tay vẫn không ngừng vuốt tóc, vuốt lưng cho con gái. Dì chợt nhận ra con bé lớn rồi, nó không còn là đứa con nít nhỏ 10 năm trước. Thời gian chậm chạp êm đềm trôi qua. Sau lần cố gắng đến nhận lại vợ con nhưng bất thành, không ai thấy chồng dì Nguyệt lai vãng lui tới lần nào nữa. Năm lên lớp 12 thì tôi nhổ giò, cao vọt lên qua mặt nhỏ Đoan cả cái đầu. Nó hết dám chế giễu tôi là út đẹp như hồi trước. Thậm chí tôi còn thấy con nhỏ đen nhẻm lùng tè thỉnh thoảng ngước nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục, khó hiểu. Mà lạ nghe, dù đã lớn đại, hai đứa tụi tôi vẫn chơi đùa trửng giỡn như hồi xưa, chứ không hề biết giữ gìn ý tứ gì. Đến nỗi có lần chứng kiến tụi tôi bá vai bá cổ, ba gọi lại nghiêm mặt nói: "Trai gái lớn rồi, không nên gần gũi thân mật quá trớn như thế, mất duyên con người ta." Nhưng tôi chỉ dạ dạ, rồi tay này chui qua tay kia, cũng quên bén luôn lời dặn. Nhất là năm cuối cấp, chuyện học hành căng thẳng, gấp rút, nên hai đứa lại càng có dịp châu đầu vào nhau, ôn tập cả ngày. Chúng tôi đều đã trở thành thanh niên thiếu nữ, nghĩa là đã đến tuổi phát triển tâm sinh lý hoàn chỉnh. Cái tuổi biết rung động hoặc tò mò giới tính trước người khác phái. Nhưng khổ nỗi, chưa bao giờ tôi xem Đoan là con gái thực sự. Đối với tôi, hai chữ con gái đồng nghĩa với trắng trẻo, xinh đẹp, ăn nói dịu dàng. Còn nhỏ Đoan, cục mịch, đen đúa, đâu có phải gu. Tôi còn quá ngây ngô để hiểu rõ hơn về mọi chuyện, về tâm tư của mình, cũng như không đủ sâu sắc để nhận ra những thay đổi khác lạ của cô bạn hàng xóm khi gần gũi. Trong khi tôi vẫn cứ hồn nhiên xem con nhỏ là một đứa bạn thân thiết, thuần túy, thì trong lòng nhỏ Đoan xảy ra những diễn biến kín đáo và phức tạp hơn nhiều. Đâu có ai biết, kể cả dì Nguyệt, ngay từ lúc 5 tuổi, tâm hồn một bé gái nhỏ đã bị vấy bẩn vì chứng kiến những hình ảnh xấu xa không nên thấy. Những lần hành động thú tính của người cha nát rượu khi cưỡng bức mẹ mình
một cách trần trụi ngay trước mắt. Nỗi ám ảnh đó ăn sâu vào tâm trí non nớt, khiến bé Đoan sớm biết căm ghét người cha thô bỉ và biến thành nỗi ghê tởm ăn sâu trong tiềm thức. Lần gặp lại cha năm nào, Đoan dửng dưng không còn chút tình phụ tử nào vương vấn trong lòng. Chính nó cũng ngạc nhiên về điều đó khi phát hiện ra mình lạnh nhạt đến thế. Thật ra chẳng có gì lạ, Đoan đã loại trừ hình ảnh người cha vô trách nhiệm ra khỏi trái tim mình. Đối với cô, chỉ có những người tốt bụng giang tay cưu mang hai mẹ con mới là những ân nhân mà nàng suốt đời trân trọng. Đó là sự hàm ơn ba má tôi. Dĩ nhiên có cả tôi trong đó. Điều này không chỉ đơn thuần là sự biết ơn, mà là một thứ tình cảm sâu xa, khó diễn đạt, hơn cả lòng yêu thương thông thường. Có lẽ Đoan chỉ cảm nhận được mà không đủ hiểu biết để phân tích tâm hồn mình, cũng không đủ ngôn từ để diễn tả. Đâu có vô cớ là năm lớp 9, trong lần cha Đoan tìm đến, con bé khẳng định với mẹ rằng mình sẽ không lấy chồng. Lúc ấy nó chưa đủ tuổi và sự chín chắn để nói lên điều đó, nhưng trong tâm thức đã hình thành ước muốn có phần cực đoan này. Con gái nào mà không muốn làm vợ, làm mẹ khi trưởng thành? Vì đó là bản năng phụ nữ, không thể khác được. Nhưng ngay từ nhỏ, Đoan biết mình không đẹp, sẽ khó có ai thích nàng trong vài lần gặp gỡ đầu tiên. Và dĩ nhiên, nàng lại càng không thể thích người không yêu mình. Còn việc phải làm gì để người ta nhận ra vẻ đẹp từ bên trong, ẩn sâu trong tâm hồn mình, thì cô gái làm sao biết được? Chuyện đó thật sự hiếm hoi và khó như hái sao trên trời. Đoan đủ thông minh để biết rằng không dễ tìm được một người như vậy. Và khổ một nỗi, trong tâm thức cái kẻ mà nhỏ Đoan muốn gắn bó suốt đời lại chẳng hề để ý gì đến nó. Vì thằng nhóc ngờ nghệch đó có bao giờ xem đứa bạn nối khố là một cô gái đúng nghĩa đâu chứ. Dĩ nhiên rồi, người đó là tôi. Tôi không đủ sâu sắc nhìn thấu tâm can của Đoan. Còn nàng quá dư biết mình sẽ gánh chịu nỗi cô đơn khi tôi lớn lên, quen với một cô gái khác, rồi lấy làm vợ. Lúc đó nàng sẽ sống một mình, có khi chấp nhận cô đơn cả đời, vì nàng đã có ý định như thế. Đoan là một đứa con gái cứng cỏi và lòng tự trọng cao độ. Nàng không bao giờ chấp nhận bị bất cứ ai rẻ rúng và coi thường. Nàng hiểu mà. Bản năng giúp Đoan dư hiểu con gái xấu không có nhiều cơ hội. Nói trắng ra, đàn bà xấu thì không có quyền yêu, vì có yêu cũng đâu dễ gì tìm thấy hạnh phúc. Đời bạc bẽo lắm, Đoan đủ thông minh để hiểu điều đó. Nhưng hãy cứ gác lại mọi chuyện, vì hai đứa nhóc đã lớn, đang nỗ lực luyện thi kiếm một suất đại học trên thành phố. Và dĩ nhiên thôi, hai đứa tôi học rất giỏi mà. Cả tôi và Đoan cùng đổ vào một trường danh giá. Hôm hai nhà họp lại bàn chuyện cho tụi tôi lên kinh đô dùi mài kinh sử. Má nêu ý kiến: từ nay bọn nhỏ phải trọ học xa nhà, có lẽ chúng ta phải lên đó thuê cho hai đứa một căn hộ. Nhưng ba Quang nói liền: cho tụi nó ở chung có ổn không? Dì Nguyệt băn khoăn: em cũng thấy hơi bất tiện, mướn hai phòng trọ gần nhau có khi tốt hơn. Bất ngờ má tôi lại phát biểu theo cái kiểu áp đặt: chị không nghĩ vậy, mình có tiền mà, sao lại để con cái ở phòng trọ ọp ẹp, kém an ninh? Còn hai đứa nó từ nhỏ tới lớn coi nhau như anh em, có gì mà sợ sinh chuyện chứ. Cứ thuê một căn hộ đủ tiện nghi, tụi nó ở chung,
mới tiện hỗ trợ đi lại, cơm nước và trông nom nhau như khi ở nhà. Ông ba thở dài. Tôi lại lo trai gần gái như lửa gần rơm, nguy hiểm lắm. Nhưng một lần nữa má gạt đi. Thôi đi, ông cứ lo vớ vẩn, tôi biết con tôi. Vậy đi. Và cái ngày rời quê lên thành phố cũng đến. Tụi tôi có chỗ ăn chỗ ở tươm tất hơn bao con nhà người ta. Má lại còn mua cho hai đứa một chiếc xe máy để đèo nhau đi học mỗi ngày. Má hiểu rõ tôi nhất. Bà biết thằng con mình không hề để ý gì đến con bé láng giềng. Thói thường, tụi nhóc khi cùng lớn lên sẽ ít có chuyện nảy sinh yêu đương quái quỷ gì. Vì một lẽ dễ hiểu, cái thứ tình cảm lầm tưởng như tình anh em ruột thịt sẽ là mối dây liên kết vô hình, trói chặt, không cho phép phát triển những ham muốn giới tính thông thường. Làm gì có chuyện anh em mà gian díu với nhau, như thế là loạn luân đấy, biết chưa? Không biết má nghĩ vậy có đúng không, chứ ba Quang là đàn ông, ông quá rõ được rượu là một cái thứ khó kiểm soát. Lúc say rượu hay hưng phấn bất tử thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra trái với mọi dự đoán thông thường. Nhưng má thằng Tâm đã nói vậy thì ông cũng ráng tin vào số phận. Mà ủa lạ, tụi nó đều là người dân nước lã, chứ có dây mơ rễ má gì về huyết thống đâu mà lo. Nếu lỡ có sinh chuyện thì cũng đã làm sao. Bất quá cho tụi nó cưới nhau là xong chứ gì. Chỉ sợ thằng Tâm chê con Đoan xấu quá, không thèm rớ, mới là điều có thể xảy ra nhất ấy chứ. Chính dì Nguyệt đã nghĩ thế. Dì không dối lòng khi ấp ủ một tham vọng. Phải chi con gái mình trở thành dâu con nhà ông bà Quang thì thật là hai mẹ con được phước lớn 70 đời để lại. Nam mô A Di Đà Phật, cầu mong mọi sự tốt lành cho hai đứa. Và dì yên tâm ăn ngon ngủ yên, không thèm nghĩ ngợi gì nữa. Thế nhưng mọi người cứ nghĩ ngợi lôi thôi, chỉ có tôi là biết rõ tôi nhất. Yên tâm đi hen. Và chỉ có mấy tháng thôi là tôi đã chứng minh điều đó. Bà tôi cứ lo bò trắng răng không à. Lúc nào cũng thế, cứ vào lớp là Đoan luôn lẳng nhẳng đi theo, ngồi kế bên tôi. Trường lớp mới, khung cảnh lạ, trai xinh gái đẹp cũng nhiều, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi nhỏ Huyền Anh, hoa khôi của lớp. Phải thú thật rằng trong đời tôi chưa thấy đứa con gái nào xinh đẹp như vậy. Huyền Anh cao cũng phải trên 1m7, chẳng thua kém gì tôi. Làn da trắng mịn màng như trứng gà bóc, mái tóc dài bồng bềnh ngang lưng, luôn tỏa hương thơm mà đứng xa cả mét tôi cũng nghe thấy. Còn giọng nói thì êm như ru, khiến người nghe mê mẩn bàng hoàng. Ngay lần đầu nhìn thấy Huyền Anh, tôi bị mê hoặc như nam châm hút sắt, không thể cưỡng lại được. Nhiều lúc tôi cố tình di chuyển đến ngồi gần nàng. Và dĩ nhiên tôi đi đâu là Đoan lò dò theo đó. Nó cứ kè kè một bên khiến tôi chẳng ho he gì được. Nhưng cái vụ chiếm chỗ cũng chẳng dễ dàng gì, vì có bao nhiêu chàng trai nhanh chân xí phần để được ngồi cạnh nàng trước cả tôi nữa. Cái vụ dời chỗ như thằng khùng cũng khiến Đoan bực bội ghê gớm. Một hôm trên đường về, con nhỏ cật vấn: "Bộ tâm mê nhỏ Huyền Anh hả? Sao cứ dời đến chỗ gần nó hoài vậy?" "Nhỏ đó đẹp mà, không mê nó thì mê ai?" Im lặng một chút, Đoan nói tiếp: "Không lo học, cứ lo mơ mộng gì đâu không hả? Đoan mép má cho coi."
Con nhỏ đang bất an trước diễn biến tình cảm của tôi. Biết nó ghen nên tôi im luôn, không nói thêm gì nữa. Nhiều khi mình ít tự biết mình, đó là do cái tính nhút nhát, thiếu tự tin mà ra. Mãi đến một ngày thì tôi mới phát hiện ra là mình cũng thuộc loại điển trai hiếm có, khó tìm, chứ đâu phải đồ bỏ. Sau này tôi còn bất ngờ hơn khi biết ra mình là đối tượng của nhiều em đẹp trong lớp. À mà lạ chưa, giờ tôi mới nhớ, có khi nào nhỏ Đoan khen tôi bảnh trai đâu nhỉ? Chắc là nó cố ý dìm hàng mình đấy mà. Té ra mọi sự dễ dàng hơn tôi tưởng nhiều. Khởi sự là vào ngày hôm đó, Huyền Anh yếu điệu tới gần, đưa tôi một cái thiệp. Nàng nói khẽ bằng giọng nói êm như ru: "Tối nay sinh nhật Huyền Anh, tâm đến nhé." Phải nói tôi bàng hoàng chết đứng như trời trồng, mất mấy giây. Tôi lắp bắp trả lời: "Ừ, tới chứ, phải tới chứ." Có lẽ cái kiểu lúng túng như bị ma húp hồn của tôi khiến cô bé bật cười. Khi quay lưng đi, nàng còn nói với lại: 7 giờ tối nha, Huyền Anh đợi đó." Chiều hôm ấy, sau khi thay quần áo chuẩn bị đi ăn sinh nhật, dĩ nhiên nhỏ bạn tôi không được mời. Tôi hỏi Đoan: "Đi sinh nhật con gái thì nên mua quà gì, chỉ giùm mình với." Con nhỏ lạnh lùng trả lời: "Không biết." Tôi hơi lo nên nài nỉ: "Con gái thì phải biết chứ, nói đi mà." Đoan nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chậm rãi: "Đâu phải con gái nào cũng giống nhau. Theo Đoan nghĩ, dù có mua quà gì thì Huyền Anh cũng không thích đâu." "Ủa, sao thế?" "Cứ đi đi rồi biết." Nói không hiểu gì hết. "Mà này, nếu là sinh nhật cậu thì cậu thích quà gì?" Tự nhiên con nhỏ nhìn tôi rất lâu rồi trả lời bằng giọng buồn thiu: "Đoan chẳng cần quà gì của Tâm hết." "Nói trước hớt không à? Thôi mình đi đây." Vì không biết chọn quà gì nên tôi nghĩ có lẽ mua hoa sẽ khiến nàng hài lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám xài sang, bỏ ra 2 triệu để mua một bó hồng nhung khá đẹp mang tới nhà Huyền Anh. Phải nói ngay, cả cái việc tới một khu villa sang trọng trong thành phố này cũng khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Rồi khi tới trước cổng biệt thự nhà nàng thì tôi thật sự choáng ngợp, hết biết nói gì luôn. Trời đất ơi, không thể ngờ gia đình nhỏ này giàu đến thế. Bạn bè khách khứa tới bằng ô tô đổ kín sân biệt thự, đến nỗi không đủ chỗ đậu, phải xếp hàng dài dài ngoài đường. Còn tôi thì lại lọc cọc tới đây bằng chiếc quay ghẻ, nghèo mạt, coi thật là chướng mắt. Lúc trao bó hoa cho Huyền Anh thì tôi phát ngượng thật sự, vì biết bao ánh mắt soi mói cười cợt của mọi người, nhất là đám con trai nhà giàu đồng gia thế. Có lẽ là do tôi mặc cảm nên mới nghĩ vậy chăng? Chứ ai hơi đâu để ý tới thằng sinh viên nhà quê này nhỉ? Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng nhận ra mình đã hố to khi muốn làm quen với một con nhỏ có gia cảnh quá khác biệt với mình. Đến cái đoạn trao quà cho cô chủ nhỏ căn biệt thự thì tôi mới thực sự bị quê một cục to tướng. Hết anh này tới anh kia. Mà ủa lạ, giờ tôi mới để ý thấy khách mời đa số là nam giới. Không biết lòi đâu ra cả đống đàn ông đứng tuổi, ra vẻ doanh nhân thành đạt. Có lẽ là khách của cha mẹ nàng mời tới cũng không chừng. Còn quà tặng thì ôi thôi, nào là vòng tay Gucci, nước hoa Chanel, túi xách Hermes. Ôi trời đất ơi, lũ khủ hàng hiệu. Tôi nghĩ nếu đem nhiều thứ đó đi bán, có thể sẽ gom về cả một gia tài, chứ chẳng đùa. Tới phiên tôi thì
vì chỉ có một bó hoa nhỏ xíu nên coi như đi mình không. Huyền Anh cười hinh hích an ủi mà giống như sỉ nhục tôi vậy. Tâm mới ở quê lên nên không biết, nên cho qua hen. Ghi nhận tấm lòng cũng được rồi. Tôi quê đến nỗi muốn chui luôn xuống đất. Bữa tiệc biến thành một party khoe giàu khoe sang mà lần đầu tôi mới chứng kiến. Có một ông sồn sồn, hình như là một đại gia thì phải, lên micro chúc mừng sinh nhật. Alo, 1, 2, 3, 4, chúc mừng năm mới em gái. Thêm một tuổi, em có thể cho biết định mừng gì và có mơ ước gì không? Huyền Anh ưỡn ẹo bước lên diễn đàn, trịnh trọng phát biểu. Dạ, cảm ơn mọi người. Nhân đây, em cũng xin bày tỏ đôi điều. Hiện giờ, em đang học tiếng Anh cho giỏi. Vì có giỏi tiếng Anh thì mới đủ điều kiện đi thi hoa hậu đó. Phải trở thành hoa hậu thì mới có cơ hội phục vụ nhân dân và cống hiến cho tổ quốc được ạ. Mọi người vỗ tay rần rần hoan hô tinh thần yêu quê hương đất nước của nàng. Nhân lúc mọi người đang vui vẻ chè chén thì tôi biết thân biết phận, len lén chuồn ra ngoài, định trốn về sớm cho đỡ mang nhục. Lúc ra tới ngoài sân thì tôi bất ngờ nghe tiếng kêu réo. Tâm ơi, đi đâu thế? Hết hồn ngoái cổ nhìn lại thì tôi thấy Huyền Anh đang theo ra vẫy tay gọi. Tôi dừng lại ấp úng phân bua. Mình xin phép cáo từ thôi. Sao thế? Chỗ này không hợp với mình. Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Làm quen với cuộc sống thượng lưu sẽ giúp bạn nâng tầm đẳng cấp cũng tốt thôi. Đi đâu mà vội? Mình không nghĩ vậy. Vì thật ra mỗi người có một quan điểm sống. Tâm xin phép về trước đây. Chúc bạn một tối sinh nhật vui vẻ. Thôi tùy bạn nhé. Bye bye. Thoát khỏi bữa tiệc, tôi cứ thế phóng xe nhanh về nhà. Trong bụng thầm tiếc 2 triệu mua bó hoa mà lát nữa không chừng sẽ bị vứt vào sọt rác. Tự nhiên thấy ân hận hết chỗ nói. Chưa bao giờ mua hoa tặng mẹ hay tặng gì cho nhỏ Đoan hết. Tự nhiên quăng tiền qua cửa sổ hả? Thiệt là sĩ diện không đúng chỗ mà. Nghe nhấn chuông, nhỏ Đoan ra mở cửa, nhìn tôi dò hỏi. Nhưng tôi nói luôn. Tâm về sớm, chứ tiệc sinh nhật chỉ mới bắt đầu thôi hà. Ủa, tại sao thế? Cô nên kể không? Kể đi mà. Đoan muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là chuyện quê mặt tôi thôi. Bà vừa lòng chưa? Ai biểu? Nào, kể đi. Và tôi ngồi tường thuật lại tất cả mọi diễn biến tối hôm ấy. Con nhỏ chỉ im lặng lắng nghe, không cười cợt, chọc quê thằng bạn ngây ngô một tiếng nào. Kể xong, tôi ngồi yên chờ đợi con nhỏ phan ra một câu bình phẩm hay trêu ghẹo gì đó. Nhưng nó chẳng nói gì. Được một lát, bỗng nhiên Đoan nói với tôi. Đừng buồn nữa Tâm à. Ồ, mình đâu có buồn. Về tới nhà kể cho cậu nghe xong, thấy thoải mái gì đâu á. Vậy được. Nếu muốn kể nữa thì Đoan sẵn sàng nghe. Tôi nhìn con bạn thân của mình, té ra nó dễ thương và tốt đẹp hơn bất cứ ai. Tôi có thể ngồi đó nói nhăn nói cuội hàng giờ một cách thoải mái mà không hề sợ bị con nhỏ kê tủ đứng hoặc xét nét bất kỳ điều gì. Tôi biết chắc nếu Đoan tổ chức sinh nhật, tôi có thể tới mình không và ăn tràn họng mà chẳng cần phải mua bất cứ quà gì. Nói vậy thôi, chứ còn tiền trong túi, tôi cũng sẽ mua cho nó thứ gì đó mà nó thích chứ. Ví dụ như năm rồi, tôi phải nhờ ông chủ tiệm văn phòng phẩm ngoài thị trấn đặt mua một cây bút pake làm quà sinh nhật. Mà bây giờ Đoan giữ khư khư
cứ như là bảo vật vô giá. Con nhỏ này cùng lớn lên với tôi, từng thấy tôi quỳ gối ở trường, cùng nhau tồng ngồng tắm mưa, bị ba má mắng mỏ vì học dốt. Ủa, cái gì thuộc về tôi mà nó không biết nhỉ? Tôi đâu cần phải che đậy hay làm màu gì với nó. Có ai thương tôi và coi trọng tôi vì chính bản thân tôi ngoài nó không? Tự nhiên tôi nhe răng cười. Con nhỏ thấy mặt tôi giãn ra và miệng thì cười toe toét, ngoác đến màng tai, nên ngạc nhiên hỏi: Ủa, cười gì? Vì đột nhiên tôi thấy cậu dễ thương quá sắc cỡ. Đến nỗi... Hả? Đến nỗi gì? Có lẽ gương mặt tôi đỏ bừng hay sao ấy, vì tôi thấy nóng ran hai gò má lên tới đỉnh đầu. Con nhỏ quỷ thông minh tự nhiên cũng đỏ mặt theo. Nó la lên: Ê, nghĩ bậy gì rồi phải không, thằng quỷ? Không biết đứa nào nghĩ bậy à nha, phải không? Tôi làm một hành động bất ngờ mà chính tôi cũng không thể hiểu sao mình lại làm thế. Tôi đứng lên, bước tới gần, quàng tay ôm Đoan vào lòng và áp môi mình lên má của nó, hôn một cái thật lâu. Trời đất ơi, tôi không thể tưởng tượng được da thịt của con bạn mình sao lại có thể mịn màng, thơm phức đến thế. Bất giác tôi kêu lên: Trời đất ơi, thơm quá đi hà. Tôi thấy con nhỏ run cầm cập như muốn ngã khuỵu. Tôi phải gồng giữ chặt nàng cho khỏi té xuống đất. Sau giây phút sững sờ choáng váng, Đoan sực tỉnh, vùng ra và cũng la toáng theo: Kỳ quá đi, ai cho Tâm làm vậy hả? Tôi hơi quê nên cố chống chế: Tự nhiên cái... Nó vậy hà, nhưng mà... Thích quá đi, đồ quỷ sứ. Tôi biết mình hơi quá trớn, nhưng trực giác cho biết cái gì cũng vậy, tới đúng thời điểm là người ta sẽ biết mình thương ai, yêu ai và muốn gì. Nên tôi nghĩ thầy kệ, có sao đâu. Có tiếng Đoan nói rất nhỏ, nghe như lời trách móc: Mình xấu quắc hả? Tâm đâu có thích mà làm vậy. Nghe nó nói thế, bỗng dưng tôi ngồi thừ ra. Tôi đẩy hai vai của Đoan ra xa, rồi nhìn thẳng vô mặt nó. Đến giờ này, tôi trở nên lẫn lộn, không hiểu thế nào là đẹp và tại sao lại là xấu. Tôi chỉ thấy một gương mặt con gái thân thương, đôi mắt hẹp với đuôi mắt dài thường liếc xéo ngó tôi chế giễu. Làn da nâu sậm căng mịn mà mới vừa nãy tôi hôn thấy thơm phức hà. Ngay cả vóc dáng của con nhỏ cũng làm tôi rạo rực ghê gớm. Con gái quê khỏe mạnh, mông cong, ngực nở, eo thon, hấp dẫn như vậy mà sao lâu nay tôi chẳng để ý. Tự nhiên trong tôi bùng lên cảm giác ham muốn dữ dội. Trời đất ơi, có phải cái đó gọi là máu dê đang sôi sục không nhỉ? Nguy hiểm quá, tôi đâu ngờ nhỏ Đoan lại có hấp lực khiến tôi nổi cơn dữ dội đến thế. Tôi kéo mạnh con nhỏ vào lòng, lần này còn ôm chặt hơn. Tôi nói dứt khoát: Không có xấu gì hết, mình đang thèm muốn cậu muốn chết đây nè. Trời ơi, nếu không được thì la lên hay làm gì đó để cản mình lại, chứ không hai đứa mình tiêu đời trong đêm nay đó. Nhỏ Đoan bị tôi làm cho phấn khích, nó thở hổn hển: Đoan không cản Tâm nổi đâu, vì em cũng thích nữa. Tôi không đợi gì thêm, hai đứa quấn lấy nhau mãi mê thưởng thức mùi vị thân xác mà lần đầu tiên bước vào tuổi mới lớn mới được nếm trải. Kể đến đây chắc mọi người sẽ chê bai mắng mỏ, tưởng sao té ra là hai đứa con nít quỷ.
dám ăn cơm trước kẻng, mà cũng kể cho thiên hạ nghe. Nhưng có sao chứ, tình yêu nào mà chẳng vậy. Nhất là ở thời này, đám con nít cấp 2, cấp 3 còn biết lôi nhau vô nhà nghỉ nữa là. Tụi tôi đợi tới 20 tuổi mới chịu hư, vậy là ngoan lắm rồi. Hơn nữa, xảy ra cái vụ này là tại má tôi đầu têu cho hai đứa ở chung. Còn ông ba thì đã đoán trước hậu quả mà không cố ngăn cản. Người lớn đã thả lỏng vậy thì bọn nhóc tụi tôi làm tới thôi. Trai đơn gái chiếc, cùng ở chung trong một căn hộ khang trang, không gian yên tĩnh, thì bệnh gì cử hả trời. Còn cái vụ đàn bà xấu đó hả, quên chuyện đó đi. Trên đời này không có ai xấu hết á. Mấy người than vãn vậy chỉ là vì chưa tìm ra được kẻ nhìn thấu điều bí ẩn trong bản thân mình mà thôi. Bằng chứng là, nói ra xấu hổ quá đi, tôi mê đoan con vợ của tôi đó, không thể kể xiết. Nói thiệt, vắng nó một ngày thôi là tôi mất ăn mất ngủ liền hà. Đối với tôi, trên thế gian này chẳng ai đẹp bằng Đoan của tôi hết. Còn cỡ Huyền Anh hả? Xin lỗi à, tôi không thèm. Cứ để nó gió tầng nào gặp mây tầng đó đi hen. I don't care. Khi kể cho mọi người nghe chuyện này thì hai vợ chồng tôi đã có hai nhóc, một trai một gái đề huề. Hai đứa tụi tôi thành lập công ty để làm việc chung. Cái gì cũng chung hết, ăn chung, ở chung, làm việc chung. Căn nhà của tụi tôi có một trệt ba lầu. Tầng 1 dành cho hai đứa nhóc, còn tầng 2 thì dành cho ba má tụi nó. Tôi khoái vợ tôi nhất điều gì biết không? Nó không có làm màu, bày đặt chính chuyên giả tạo gì hết. Mỗi lần cần tôi là con nhỏ nói thẳng: anh ơi, em muốn. Khỏi nói rồi hen, đường lên tầng 3 có một cánh cửa, sẽ bị tôi đóng kín ngay sau đó. Tôi không muốn đám nhóc thắc mắc rằng ba má làm gì ồn ào vậy chứ.